What's up anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Như tiêu đề của video, ngày hôm nay mình sẽ mở hộp và trải nghiệm nhanh cái bộ sạc nhanh thế hệ mới của Bezos Gen 3 Pro. Ok, luôn nhá. Với cái sạc này có thể sạc được cho cả laptop, cả điện thoại, cả máy tính bảng, vân vân. Những cái thiết bị mà các bạn hay dùng ấy. Cái phiên bản mình mua là màu trắng nha. Nhìn cái hộp này có vẻ hơi cũ nhở? Hay nó kiểu thế? Tháo ra thử nào. Hộp nó hơi nhầu các bạn. Ồ, nặng phết các bạn ạ. Sạc nặng đấy. Cái dây cáp C2C nó khá là dài này. Để xem nào. Thử bẻ cong xem nó sao không. Nó kiểu nó bị gãy không ấy. Ok nha, ok nha. Cáp xịn nha. Mình vừa thay đổi background các bạn ạ. Tại vì cái màu trắng với lại cái sạc này cũng màu trắng nữa. Nhìn hơi khó ấy. Đây. Ui cũng nặng nha, không nhẹ đâu các bạn. Chúng ta sẽ có hai cổng Type-C và một cổng USB. Có thêm một cái đèn để bó sạc này. Và Bezos chuẩn 65W nha, Gen Pro. Các bạn để ý cho mình, Type-C 1, Type-C 2 và USB cực kỳ quan trọng nha. Tại vì sao? Đây, cho các bạn nhìn. Đây. Type-C 1 và Type-C 2 sạc cùng một lúc. Một đầu là 45W, một đầu là 20W. Type-C 1 USB, một đầu 45W, một đầu 18W. Khi các bạn sạc hai cái thiết bị cùng một lúc ấy, thì nó không phải là 65W đâu, mà nó sẽ chia ổ ra nha. Bây giờ mình sẽ sạc thử cái củ sạc Bezos 65W này với Q5 Pro, dung lượng pin là 5000mAh. Hiện tại với Q5 Pro của mình, kiệt pin rồi các bạn. Không còn một tí pin nào nhá. Đây, sạc pin rồi. Đợi mình chút mình setup. Cắm vào cái cổng Type-C 1. Cắm trực tiếp vào ổ điện này. Úi giời. Cắm vào điện thoại. Xem với 65W sẽ sạc trong vòng bao lâu. Hiện tại là 18:03. Sạc nhá. 1, 2, 3. Cắm rồi mà. Sao lại có thông báo? Đây, báo vào sạc rồi này. Đợi xem thế nào nhá. Sau khoảng 30 phút các bạn này, 41% rồi, khá ổn đấy. Đợi thêm một chút nha. Cho một tiếng các bạn nha. Đúng một tiếng để xem bao nhiêu phần trăm. 75%. Cũng ok đúng không? Với cái Q5 Pro này, dung lượng pin là 5000mAh. Nếu mà sạc với cái củ sạc chính hãng 80W ấy, thì mất khoảng 33 phút. Còn đây 1 tiếng 75% với củ sạc 65W. Sạc trong vòng 1 tiếng, cái củ sạc này cũng không quá nóng. Vừa rồi mình cũng có trải nghiệm cho các bạn cái củ sạc Bezos 65W trên Q5 Pro. Nó thực tế luôn, trong vòng 1 tiếng từ 0% gọi là kiệt pin luôn đấy, lên 75% mất 1 tiếng. Các bạn thấy thế nào về cái củ sạc Bezos này? Cứ để lại comment bên dưới nhá. Và mình cũng sẽ giúp upgrade cho các bạn cái củ sạc này thôi. Vẫn theo cú pháp cũ, các bạn like video, ấn chia sẻ và đăng ký kênh. Nhập một cái số may mắn duy nhất. Mình sẽ quay số vào hôm 17 nhá. Và giúp mình ấn like, share và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. À, tiếp theo đây là phần quay số trúng thưởng. Quà tặng kiện upgrade ngày hôm nay là ổ cắm điện thông minh dạng đông có điều khiển bằng wifi. Mình vẫn sẽ điền cái max là 999. Bắt đầu quay nhá. 1, 2, 3. 307. Mình có lọc ra những số lớn hơn 300 rất nhiều. Có thử 307 nào. Không có. 308. Ồ, có nha. Nguyễn Hùng. Chúc mừng Nguyễn Hùng đã nhận được ổ cắm thông minh rạng đông điều khiển từ xa bằng wifi. Mình sẽ chuyển tới cho bạn sau nhé.